hoa tường vi á thì nó sẽ là mọc theo dạng hành từng chùm như thế này. Một chùm á nó dài khoảng tầm 20 cho đến 30 cm. Mến chào quý bà con, hiện tại Mỹ Dung đang có mặt tại cổng chính của nhà vườn Khánh Võ. Ngày hôm nay Mỹ Dung xin giới thiệu đến quý bà con một cái loại hoa rất là xinh đẹp mang tên là hoa tường vi, một loại hoa đang được trồng phổ biến rộng rãi ở khắp mọi nơi. Hoa tường vi á thì cái này thì rất là dễ trồng rồi. Cái loại này là có hoa quanh năm. Hoa tường vi á thì nó sẽ là mọc theo dạng hành từng chùm như thế này. Một chùm á nó dài khoảng tầm 20 cho đến 30 cm ở phía trên nè. Một khi mà cây nó vào cái độ ra hoa thì sẽ ra hoa rất là nhiều. Quý bà con xem, cây này thì cao khoảng gần 2 mét, nhưng mà cái phần tán nó nè rất là nhiều hoa, nhiều chùm ha. Trong một chùm hoa thì có những cái cánh hoa nhỏ, những cái hoa nhỏ nhỏ kết lại với nhau như thế này. Riêng một cái hoa thì sẽ được cấu tạo bởi nhiều cái cánh hoa mỏng nhỏ xếp gần lại với nhau, nhụy màu vàng, màu hồng rất là xinh đẹp. Xét về cái ý nghĩa của hoa tường vi màu hồng này á, thay một cái nội dung đó là một cái tình yêu sâu đậm, một cái tình yêu lâu dài bền vững. Hoa tường vi thì rất là phù hợp trồng ở sân vườn nè, hoặc có thể là trang trí những công viên, hoặc mình trang trí dọc khắp những cái lối đi. Khi mà mình trồng số lượng nhiều cái loại hoa tường vi này nè, tới một cái thời điểm ra hoa, hoa kính khắp một cái vùng, một cái khu vực của mình trồng thì nó sẽ rất là nổi bật. Đây là cái loại hoa mà rất là đáng để mà mình trồng trang trí những khu diện tích rộng. Tại nhà vườn Khánh Võ bên em thì cung cấp số lượng rất là nhiều. Quý bà con mình có nhu cầu thì liên hệ với nhà vườn Khánh Võ bên em ha. Bên em là có đa dạng kích cỡ nha. Những cỡ tầm trung trung thì khoảng tầm 1,5 m. Còn những cái cây cao thì khoảng tầm 2 m, 2,5 m. Gốc thì nó cũng rất là to như thế này, to khoảng cổ tay của em. Ở đây đang rất là khỏe. Thì quý bà con mình có nhu cầu đặt hàng cái loại hoa tường vi này á, thì cứ việc liên hệ tới số điện thoại hotline 0928487777, sẽ có nhân viên liên hệ để chốt đơn cho mình nha. Xin cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Hotline 0928487777, tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100 m. Website nhavườnkhanhvo.com. Nhà vườn Khánh Võ.